Trong tiến trình phát triển của tập đoàn TH, hệ thống kho vận được coi là mạch máu của chuỗi sản xuất và phân phối. TH đã chủ động kho bãi, vận chuyển với các tiêu chuẩn cao nhất về bảo quản hàng hóa. Tính đến nay, rất nhiều kho hàng của TH đã được xây dựng và vận hành ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhà kho Mega 2 vừa mới khánh thành và đưa vào sử dụng tại huyện Nghĩa Đàn chính là một bước phát triển và mở rộng trong chuỗi sản xuất cung ứng của tập đoàn TH. Kho Mega 2 có diện tích 8.500 m² và có sức chứa 11.197 vị trí pallet, được đầu tư với chất lượng xây dựng cao, được ứng dụng những công nghệ tiên tiến của thế giới, giảm thiểu những rủi ro trong vận hành, tối ưu hóa hiệu quả với tiêu chí giao hàng nhanh nhất, chính xác nhất đến các điểm cuối trong kế hoạch vận hành. Nhà kho Mega 2 có hệ thống 8 cầu nâng, sử dụng hệ thống giá kệ và robot bán tự động cho vận hành, có năng lực nhập xuất hàng sữa tươi tiệt trùng tối đa đạt 5.000 tấn một ngày, 150.000 tấn trên một tháng. Nhà kho có thể mở được 30 cửa xuất nhập cùng lúc, trong đó bao gồm 20 cửa xuất nhập cho xe container và xe tải lớn và 10 cửa xuất nhập cho xe tải nhỏ. Tập đoàn TH chúng tôi ngày càng phát triển trong những cái năm vừa qua. Cái niềm tin của người dân dành cho các cái sản phẩm của tập đoàn TH ngày càng cao, cái sản lượng của chúng tôi ngày càng tăng cao. Đó chính là lý do chúng tôi phải mở rộng kho Mega của chúng tôi ra ngày hôm nay, mục đích để tối ưu hóa được cái năng lực sản xuất và năng lực phân phối, điều phối hàng hóa để đến tận tay người tiêu dùng. Kho này của chúng tôi đầu tư những hệ thống robot bán tự động, đồ dùng phục vụ cho công tác xuất hàng là tất cả đều ứng dụng những cái công nghệ tiên tiến nhất ở trên thế giới. Hệ thống kho của TH đã có tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Nghệ An, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Với việc đưa vào vận hành kho Mega 2, nhà máy chế biến sữa TH thuộc tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn hiện đang sở hữu quần thể nhà kho lớn nhất 3 kho, đảm bảo các yêu cầu cao nhất về bảo quản, luân chuyển hàng hóa, đưa các dòng sản phẩm tươi sạch, chất lượng quốc tế tới tay người tiêu dùng trong điều kiện bảo quản tốt nhất.